Nếu như mọi người đang tìm kiếm cho mình một chiếc camera có thể lắp đặt ngoài trời với một mức giá vô cùng hợp lý thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua được video ngày hôm nay. Nào, mời mọi người hãy cùng em đập hộp ngay em camera này nhé. Vâng, và khi mở hộp camera thì chúng ta sẽ có hướng dẫn sử dụng, tấm cố định lỗ khoan, các phụ kiện gồm rong chống nước cho cổng mạng, adapter cấp nguồn cho camera, đinh vít và cuối cùng là em camera Canon B21D của chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến ngoại hình của em camera này. Như mọi người thấy ở đây thì camera Canon B21D với chất liệu vỏ nhựa màu trắng, cầm khá chắc và nhẹ tay. Ngoài ra thì chân đế có dạng khớp vặn, có thể điều chỉnh góc một cách rất là dễ dàng. Đặc biệt như em đã giới thiệu ban đầu thì camera Canon B21D hỗ trợ chuẩn chống bụi nước IP67. Chúng ta có thể hoàn toàn lắp đặt ở ngoài trời mà không sợ các vấn đề về thời tiết ảnh hưởng đến chất lượng của camera. Như vậy thì mọi người có thể dễ dàng lắp đặt camera ở trước cửa nhà hay trước cổng để nâng cao giám sát và theo dõi. Đi vào các thông số kỹ thuật của camera Canon B21D thì camera có độ phân giải 2 megapixel, sử dụng cảm biến Sony kích thước 1:2.8 inch cho hình ảnh đầy đủ, rõ ràng và sắc nét. Ngoài ra camera còn hỗ trợ hồng ngoại với tầm xa hồng ngoại lên đến 30m, giúp việc quan sát ban đêm trở nên dễ dàng hơn. Camera Canon B21D sử dụng ống kính cố định 2.8mm cho góc nhìn rộng, giúp cho việc theo dõi và quan sát trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra thì ở phía trước camera còn hỗ trợ một micro. Như vậy, chúng ta không chỉ xem được hình ảnh mà chúng ta còn có thể nghe được âm thanh tại khu vực lắp đặt camera, giúp nâng cao hiệu quả quan sát một cách tối ưu nhất. Mặt sau của camera có hỗ trợ nút reset nhô hẳn ra bên ngoài. Như vậy chúng ta có thể nhấn giữ nút này để có thể reset camera trong trường hợp cần thiết mà không cần phải tháo nắp đậy. Ngoài ra camera Canon B21D còn hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB, giúp lưu trữ đơn giản và dễ dàng. Và nếu như mọi người có nhu cầu lưu trữ lâu hơn thì vẫn có thể sử dụng kết hợp với đầu ghi hình nhé. Nếu như khu vực lắp đặt camera có thể bị ngược sáng thì bạn cũng đừng quá lo lắng nhé, bởi vì camera Canon B21D hỗ trợ chống ngược sáng kỹ thuật số DVKDR. Bên cạnh đó thì camera Canon B21D còn hỗ trợ một số chế độ như chế độ ngày đêm, tự động cân bằng trắng, tự động bù sáng và chống nhiễu. Về tính năng, Canon B21D hỗ trợ các tính năng thông minh như phát hiện con người, phát hiện chuyển động. Khi phát hiện con người hoặc chuyển động trong khung hình thì camera lập tức đẩy thông báo về điện thoại thông qua app KB1 để báo cho chúng ta biết, từ đó có thể hạn chế được những mất mát hoặc rủi ro có thể xảy ra. Về kết nối, camera Canon B21D hỗ trợ nhiều phương thức kết nối. Thứ nhất là kết nối Wi-Fi thông qua app KB1 rất đơn giản và dễ dàng với hai anten, giúp việc bắt sóng dễ dàng và ổn định hơn. Với trường hợp không kết nối bằng Wi-Fi thì bạn hoàn toàn có thể kết nối trực tiếp với cổng len, giúp tín hiệu ổn định xuyên suốt. Bên cạnh đó, camera còn hỗ trợ tính năng Shop AB, giúp kết nối camera trực tiếp vào điện thoại để xem và thực hiện một số thao tác trên camera trong trường hợp tại khu vực lắp đặt chưa có Internet hoặc Wi-Fi. Trên đây là giới thiệu về camera Canon B21D. Để mọi người có thể nắm rõ hơn về em camera này thì sau đây em xin tổng kết lại những điểm đáng chú ý như sau. Thứ nhất, camera 2 megapixel cho hình ảnh rõ ràng, sắc nét. Thứ hai, hỗ trợ IP67 lắp đặt ngoài trời. Thứ ba, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ. Thứ tư, tích hợp mic. Thứ năm, hỗ trợ các tính năng thông minh, phát hiện con người, phát hiện chuyển động. Thứ sáu, hỗ trợ tính năng Shop AB. Thứ bảy, kết nối mạng LAN và Wi-Fi với dual anten. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đặt hàng ngay, liên hệ hotline 1900 9259, website của Pipet Vũ Hoàng Telecom.vn.